rất hay, bước bột tốt. Một pha xử lý của Quang Hải, và nếu như trọng tài quan sát kỹ hơn đã có hành vi tiểu xảo, cần phải có được sự bình tĩnh. Trận đấu đang rất nóng. Thẻ vàng cảnh cáo đối với huấn luyện viên Mano Polkin của đội tuyển Thái Lan sau phản ứng thái quá với Quế Ngọc Hải. Và ông cũng đã di chuyển ra khỏi khu vực dành cho các huấn luyện viên. Để cảnh báo đầu tiên dành cho huấn luyện viên của Thái Lan. Và đây là những hành động của huấn luyện viên Park Hang-seo bên phía đội tuyển Việt Nam chúng ta. Rõ ràng là phải có một tấm thẻ đỏ dành cho Terathon Bunmathan ở tình huống chơi cùi trỏ với Quang Hải. Chúng ta có thể thông cảm với phản ứng của Quế Ngọc Hải, nhưng cũng cần phải hết sức tỉnh táo trong những thời điểm như thế này. Hơi tiếc khi mà ở AFF Cup năm nay không có VAR để trọng tài đưa ra những quyết định chính xác hơn trong các tình huống gây tranh cãi. Quế Ngọc Hải đã rất đau với đối đầu của Quang Hải. Sau khi bị giành lại bóng thì Thái Lan tổ chức phòng ngự tương đối nhanh. Đã có tình huống phạm lỗi. Tình huống phạm lỗi của Chris Sada. Chưa thực sự là một cự ly đáng để chờ đợi, nhưng đây vẫn là một tình huống mà chúng ta chờ đợi vào cái chân trái của Quang Hải. Khoảng cách là khá xa so với khung thành của đội tuyển Thái Lan, cũng không phải là không có cơ hội dành cho Quang Hải. Anh đã không ít lần ghi bàn từ những tình huống đá phạt như thế này. Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Công Phượng cũng lấy đà. Nhưng Quang Hải không vào. Bóng vừa chạm qua dọc. Rất tiếc. Đội tuyển Việt Nam không tổ chức triển khai bóng tấn công từ sân nhà. Có điều là những tình huống phất bóng dài của các thủ của thủ môn. Rất tốt, cơ hội Hà Đức Chinh. Quang Hải không vào. Hôm nay là cơ hội. Không biết nói gì nữa. Một ngày phải nói là quá đen đủi với Quang Hải. Lần trước là cột dọc, lần này là xà ngang, đã từ chối những tuyệt phẩm của số 19 bên phía chúng ta. Nhưng không sao anh Dũng ạ, quá tam ba bận. Rất có thể tình huống sau Quang Hải và đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội ăn mừng. Rất đáng khen cho Hà Đức Trình với nỗ lực cướp bóng từ chân cầu thủ đối phương để chuyền trở lại cho Quang Hải. Quang Hải đã ở một vị trí rất trống trải, hoàn toàn thoải mái để tung ra cứ lòng sở trường vừa rồi. Quá đẹp. Nếu như đó là một bàn thắng, hoàn toàn là một pha bóng có thể được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất của giải đấu năm nay. Cả hai lần thủ thành Woodprom đều đã bị đánh bại, nhưng cột dọc người xà ngang đã khước từ hai cú sút cực kỳ đẹp mắt của Quang Hải. Đó là một tình huống mà trung vệ bên phía Thái Lan Manuel Bia đã mắc sai lầm. Tối ngày 26, tức tối chủ nhật tới, tối chủ nhật tuần này. Chúng ta cần phải có bàn thắng rút ngắn tỷ số để thắp sáng hơn hy vọng ở trận đấu lượt về. Hải đang ngã. Trọng tài đứng rất gần nhưng đã không cắt còi. Phút bù giờ thứ 3.
chúng ta vẫn đang liên tục gây sức ép. Bóng chạm tay rồi. Bóng chạm tay. Vẫn không có tiếng còi nào vang lên. Chỉ trong vòng khoảng chưa đến 30 giây, rất nhiều những tình huống thực sự là có phần gây tranh cãi trong những quyết định xử lý của trọng tài. Dứt điểm. Ta cùng xem lại những tình huống này. Đây là pha bóng. Chắc chắn đây phải là một quả penalty. Đã có lỗi đẩy từ phía sau rất rõ của Christian Đỗ với Quang Hải. Còn đây là tình huống chạm tay sau đó. Tình huống mà Quang Hải bị đẩy ngã xứng đáng phải là một quả penalty. Đó là tình huống phạm lỗi trong khu vực 16m50. Phút bù giờ cuối cùng. Rất khẩn trương. Đội tuyển chúng ta vẫn đang thi đấu rất nỗ lực. Thực sự là một trận đấu khó khăn. Lúc này thì trọng tài chính người Qatar, ông Saud Al Haddad, đã đổ còi khép lại 90 phút trong trận đấu lượt đi bán kết AFF Super League 2020. Thái Lan đã rời sân với ưu thế dẫn trước 2 bàn trước đội tuyển Việt Nam. Quý vị và các bạn đã khước từ hai cú sút cực kỳ đẹp mắt của Quang Hải.